Vâng, xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với video bài học tiếp theo trong chương trình quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook phiên bản mobile năm 2019 dành riêng cho các anh chị và các bạn. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách thức đăng bài trên fanpage bằng điện thoại di động, đúng không ạ? Thế thì muốn đăng bài ở trên fanpage thì chúng ta có thể chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái bài viết thông thường và nhóm thứ hai là những bài viết để chạy cho quảng cáo. Thế thì ở trên tay tôi đây là một cái fanpage của một đối tác và tôi chạy quảng cáo cho họ đây. Đăng là Nguyễn Phan Anh, đúng không? Đấy, thì nội dung đây ngày xưa tôi chạy như thế này. Đấy. Thế thì tôi sẽ phân tích cho các anh chị và các bạn. Thứ nhất là chúng ta cần phải chuẩn bị các hình ảnh như này rất là đẹp. Chúng ta có thể chụp bằng điện thoại di động hoặc là chúng ta có thể chỉnh sửa Photoshop làm sao cho nó đẹp và sau đó thì chúng ta sẽ đăng lên. Nếu mà chúng ta không biết làm thì chúng ta có thể giao cho nhân viên hoặc chúng ta thuê mướn bên ngoài. Thế còn với mọi người có điện thoại di động hoặc là chúng ta có thể chụp và sau đó chúng ta chưa cho vào các app hình ảnh để chúng ta chỉnh sửa. Hoặc là chúng ta cũng có thể lên trên mạng chúng ta tìm kiếm. Thí dụ như chúng ta vào đây vào Google, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ tìm một cái gì đó. Thí dụ như bạn bán thời trang đúng không? Thời trang nam đi. Đấy, tôi nói ví dụ như vậy, bạn chuyển sang chế độ hình ảnh. Vâng. Thì sau đó thì bạn có thể chọn những cái hình ảnh như thế này. Các bạn tải về để đặt ảnh bìa cho mình. Đấy là tôi nói thí dụ về cái cách chúng ta có thể tìm kiếm những hình ảnh minh họa. Hoặc là chúng ta có thể cài những cái phần mềm liên quan đến chỉnh sửa ảnh như là phần mềm Canva. Đây, phần mềm Canva là phần mềm nào? Thì các bạn đánh vào địa chỉ canva.com, các bạn có thể tải app về. Thì các bạn đưa ảnh lên đây, các bạn chỉnh sửa, cho thêm text, cho thêm logo và cho nó đẹp cũng rất là tốt. Thế thì khi mà bạn đăng thông tin lên, thì bạn cần quan tâm đến điều gì? Thứ nhất, bạn sẽ phải quan tâm đến chuyện là khách hàng của mình là ai, họ sẽ quan tâm đến mục tiêu gì, họ điều gì sẽ làm cho họ thu hút, hấp dẫn, sợ hãi, lo lắng, sung sướng, vân vân, đúng không? Và thông điệp mình sẽ định truyền thông là gì, hình ảnh mình định truyền thông là gì, thông điệp trên hình ảnh mình sẽ định truyền thông là gì. Đó, thì mình phải suy nghĩ thật kỹ về điều đó. Mình phải nghiên cứu về sản phẩm, mình phải nghiên cứu về dịch vụ, mình phải nghiên cứu về khách hàng. Sau đó mình viết ra, trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Ngoài ra thì tôi cũng nói các bạn nghe là khi mà mình viết ra mình có cái tin nhắn thì mình có thể sử dụng trên điện thoại di động, nó có tính năng là voice to text, tức là mình nói và nó ra tin nhắn luôn, thì cũng rất là hay và tiện cho chúng ta. Thế thì chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải tối ưu cái thông điệp. Trước cái chữ see more hay là chữ xem thêm như thế này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhìn được khoảng độ 6 dòng trên mobile. Thế thì như vậy cái thông điệp trong 6 dòng đầu tiên, 7 dòng đầu tiên gì đó nó rất là quan trọng. Nó sẽ quyết định là người ta có bấm vào đây xem thêm hay không. Những cái hình ảnh minh họa này nó rất là quan trọng. Màu sắc, bố cục, cách thức nó rất là quan trọng. Đấy, thế thì ví dụ như này tôi làm cái chương trình như này, đúng không? Đấy, bạn chỉ cần có nhu cầu kiếm tiền, công ty sẽ lo cho bạn, đúng không ạ? Xuất khẩu lao động không đặt cọc, không cần phải đặt cọc chống trốn, được vay vốn mà không phải thế chấp, có thu nhập ổn định, từ 20 đến 40 triệu một tháng, được hỗ trợ học phí học nguồn, xuất cảnh nhanh, vân vân, được nuôi ăn, nuôi ở, vân vân. Tức là những cái thông điệp đấy là gì? Đó chính là những cái đặc điểm, đấy chính là những cái sự vượt trội của sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp, mà khách hàng sẽ rất là quan tâm, đúng không? Sau đó đến những cái thông tin về cách thức để mà người ta có thể mua, cách thức có thể bán, vân vân. Cái câu chuyện như vậy các bạn nhìn thấy đấy ạ, nó rất là tốt. Và tương tự như thế thì sau đó các bạn có thể xem hình ảnh. Đấy, các bạn có thể xem hình ảnh. Thì hình ảnh ở đây tôi sử dụng là những cái hình ảnh là đó là những cái hình ảnh minh họa cho các cái đơn hàng khi đi xuất khẩu lao động. Tất nhiên đây là một ví dụ cụ thể trong cái lĩnh vực xuất khẩu lao động, còn những lĩnh vực khác các bạn phải làm tương tự. Những cái hình ảnh nó phải đẹp, nó phải hấp dẫn và nó phải thu hút được khách hàng về bố cục, về màu sắc, về thông điệp, về cái sự sáng tạo. Đấy, thì điều đó đòi hỏi là chúng ta phải tạo ra được những cái hình ảnh hoặc những cái video xuất sắc, là chúng ta phải chỉnh sửa làm sao tốt. Đây, thì cái này tôi đã làm trên Photoshop, tôi chỉnh sửa và làm rất đẹp. Và chúng ta cũng lưu ý cái luật là nó gọi luật 20% text, tức là trên diện tích của một bức ảnh thì chúng ta không được thể hiện quá 20% là chữ viết, cho nên là khi bạn co kéo nó phải rất là khéo. Đấy,
Và những cái hình ảnh như này tôi thể hiện là đang có nhiều đơn hàng và có tiền, đúng không ạ? Mọi người sẽ rất là hấp dẫn, mọi người click vào. Và bằng chứng là cái quảng cáo này khá là tốt, đúng không ạ? Vâng, có 1.800 cảm xúc, thu được khoảng độ 838 comment và share rất là nhiều. Đây là một quảng cáo tôi nói là tốt về mặt content, tốt về mặt hình ảnh. Thì khi mình đăng lên, mình phải lựa chọn, mình phải suy nghĩ rất là kỹ về khách hàng. Cái thông điệp mình lựa chọn, cái hình ảnh mình lựa chọn, những cái điểm khác biệt, những cái điểm lợi ích cho khách hàng thì mình đưa lên. Đấy là đối với bài quảng cáo đơn giản mình đăng lên fanpage như thế này. Thế còn đối với các bài viết thông thường, đối với các bài viết thông thường giống như là mình đăng để mà chia sẻ, thì mình sẽ cũng phải làm hình ảnh tốt, đúng không ạ? Đấy, mình chia sẻ những cái nội dung hàng ngày. Đây là cái bìa cuốn sách tôi sắp xuất bản, tôi chia sẻ kèm theo những cái nội dung. Tất nhiên là bây giờ cái tương tác trên fanpage nó cũng rất là kém, cho nên là chúng ta cũng phải làm rất là mạnh mẽ những cái nội dung liên quan đến cảm xúc, liên quan đến hành vi, liên quan đến tình yêu, vân vân, thì chúng ta mới có được cái lượt share tốt. Thì cái phần đấy là phần content sâu thì tôi sẽ nói thêm. Thế thì chúng ta chỉ cần đăng là thứ nhất là có text, 100% text, hoặc là text cộng ảnh, hoặc là text cộng video, đúng không ạ? Text tức là cái đoạn văn bản đấy, hoặc là đường link. Chúng ta có thể chia sẻ các đường link để cho nó tốt. Đây, ví dụ như đây tôi chia sẻ đường link tại sao tin giả nhiều, đúng không ạ? Đây, bên đài truyền hình VTC họ mời tôi làm phỏng vấn. Thì tôi bấm vào đây thì nó sẽ ra đường link YouTube. Thì như vậy tôi có mục đích là gì? Giới thiệu cái sản phẩm và dịch vụ của tôi để cho người khác biết, đúng không? Thì như thế cũng rất là tốt thôi. Cái này là nó bắt mình phải xem quảng cáo. Rất là mệt mỏi. Đấy. Thế thì tôi có thể chia sẻ cái nội dung này, có thể các bạn sẽ không xem. Trước khi tôi bấm nút share. Đấy. Mà những người có trách nhiệm, người ta thường nói rằng là bạn hãy bấm nút share có trách nhiệm. Thì cái vấn đề này là để tôi muốn thể hiện là tôi là một cái chuyên gia hàng đầu, đúng không ạ? Thì khi các bạn mà làm thì các bạn cũng nên chia sẻ những cái nội dung như vậy trên Facebook cá nhân hoặc trên fanpage. Và các bạn đăng thì các bạn phải lưu ý về mặt tần suất. Tần suất tức là một ngày bạn có thể viết 1 đến 2 bài hoặc 3 bài chất lượng. Những cái bài viết mình phải được nghiên cứu, phải được chia sẻ về mặt nội dung content rất là tốt, để từ đó mình định hướng khách hàng và mình tương tác với khách hàng nhiều hơn. Bởi vì hiện nay trên fanpage tương tác với khách hàng nó rất là kém, do Facebook nó bóp chặt và nó siết cái phần tương tác, siết cái phần xem thêm, cũng như là siết những cái phần liên quan đến cái reach, tức là cái phần tiếp cận. Thì đó là một số những cái chia sẻ ngắn để giúp các bạn chịu khó các bạn đăng những cái bài viết lên. Và lời khuyên của tôi là những bài viết đấy đều phải có cái sự đầu tư nhất định về mặt thời gian, về mặt thông tin, về mặt hình ảnh, sao nó tốt, đúng không ạ? Thậm chí mình có thể live stream, tôi sẽ nói sau. Mình chọn hình ảnh, mình set up cho nó thật đẹp, tôi cũng sẽ nói sau. Thì cái bài này là một cái bài đơn giản để tôi đăng cho các bạn, để các bạn biết cách làm content ads và cái tần suất thời gian để các bạn đăng cho fanpage cũng như là trang Facebook cá nhân của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.